Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một chiếc bàn chải đánh răng. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một chiếc bàn chải đánh răng, một dụng cụ mà rất là quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Và cái bàn chải này thì mình dùng hàng ngày các bạn ạ. Một ngày mình phải dùng đến 4-5 lần, nên là nó rất là quen thuộc đúng không bạn? Thì hôm nay mình và các bạn đi tìm hiểu về công dụng và chức năng và cách bảo quản của nó nhé. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một chiếc bót đánh răng thương hiệu của PS. Ở trên đầu này thì nó có công dụng là chà lưỡi mọi người nhé. Chà lưỡi bên trong và bên trong má này, bằng cách kéo dài từ ngoài, từ trong ra ngoài. Mọi người nên nhớ là rửa sạch sản phẩm sau khi sử dụng nha. Không nên che phủ hay bảo quản bàn chải trong những hộp đựng kín thường xuyên này. Thay bàn chải đánh răng mới 3-4 tháng cho một lần này. Mọi người bảo quản nó ở nơi thoáng khí nha. Như các bạn biết thì kem đánh răng và bàn chải BS nó là một cái thương hiệu mà được người dân Việt Nam mình rất là tin dùng rồi. Có rất là nhiều sản phẩm khác nhau các bạn ạ. Ở mỗi cái sản phẩm thì có mỗi cái đầu lông bàn chải nó cũng khác nhau các bạn nhé. Như cái lông bàn chải của mình đang cầm này này thì là nó không phải là lông tơ mềm đâu, mà lông của nó cũng khá thô và cứng ấy. Và cái bàn chải mình đang cầm này thì nó hội tụ đầy đủ các tính năng vượt trội của một bàn chải với thiết kế cổ ba ngấn độc đáo. Bàn chải lưỡi bằng nhựa, phải đâu các bạn, cái này nó không phải là lưỡi bằng nhựa đâu, mà cái này nó là bằng nhựa cứng ấy, thân của nó bằng nhựa cứng ấy mọi người. Cái lông bàn chải của nó thì nó không phải là dạng mảnh nhá. Giá của nó thì theo mình nghĩ là 15.000 thôi các bạn ạ, tầm đấy. Đây là một cái sản phẩm mà rất là thiết yếu nha, để bảo vệ hàm răng này. Thì đây là một sản phẩm mà mình dùng hàng ngày. Chiếc bàn chải trên tay mình cầm là màu tím các bạn ạ. Tím, lông của nó là pha màu tím với màu trắng, nhìn rất là đặc sắc và bắt mắt các bạn nha. Hello, màu rất là tươi mới luôn. Với channel review trên kênh của mình, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một sản phẩm thiết thực với cuộc sống trong gia đình của chúng ta. Đó chính giá của nó không phải là 15.000 đâu các bạn, mà giá của nó lên đến 40.000 đấy. Thiết kế khá là bắt mắt và là với vải công nhỏ hơn cái miệng cốc như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể bỏ đánh răng này thì nó là thương hiệu của VS các bạn ạ. Đây này, đây là gồm những cái họa tiết. Ở đây cũng có họa tiết các bạn này. Màu tím này thì rất là đẹp và mộng mơ mọi người nhé. Tốt hơn. Chiều dài của nó là 20cm mọi người nha. Nó có chiều dài là 20cm mọi người ạ. Màu cánh dáng khá là để mát, chúng ta có thể ngồi trong xuống thấu vào bên trọng này. Như mọi người thấy thì trên tay mình đang cầm một chiếc bàn chải
lông của nó rất là dày, to, dài nó. Màu chủ đạo của nó là màu màu trắng và màu tím, tím nhạt. Tím nhạt của mình này. Nó sạch sẽ một cách dễ dàng. Đấy. Chúng ta có thể nó vừa là đưa tay của chúng ta khi chúng ta đưa tay vào bao chùi cũng rất là cái là các bạn nha. Là dễ dàng. Đó. Các thông tin của sản phẩm thì mình cũng đã nêu rồi này mọi người. Đây là một sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, dùng để vệ sinh răng hàng ngày. Với cái đầu như thế này thì nó đầu chảy như thế này thì nó sẽ giúp hỗ trợ mình làm sạch các mặt bám của răng này, lấy đi thức ăn thừa mà mình ăn hàng ngày này. Dùng để bảo vệ răng này, dùng để bảo vệ cái lớp men của răng mọi người nhé. Nên là đây là một cái sản phẩm cực kỳ là quan trọng trong đời sống sức khỏe của mỗi người hàng ngày, và mọi người nên dùng nó 2-3 lần mỗi ngày nha, kết hợp cùng với kem đánh răng. Mình sử dụng thì sẽ mang lại cho mình một hàm răng rất là trắng bóng và sạch sẽ, một hơi thở thơm mát hàng ngày. Mọi người nhớ dùng sáng trưa và tối nha, để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc bảo vệ răng. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé. Mọi người nhớ cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe cho kênh của mình nha, để mình lấy thêm động lực để ra thật là nhiều các video khác nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi mình. Xin chào và hẹn gặp lại.